Thưa ông, cái vấn đề mà trang bị vũ khí thì chắc là cảnh sát, không biết là cảnh sát có được trang bị, chắc không bằng như là quân đội được trang bị vũ khí đâu, phải không ạ? Đây cô lại gợi ý là năm 1968 trận Mậu Thân, thì thật tình ra cảnh sát lúc bấy giờ chỉ được coi là lực lượng bán quân sự, do đó sự trang bị vũ khí phải nói là rất thô sơ. Tôi đơn cử một cái chuyện này là trên cái lĩnh vực quân sự. Ngay như năm 68 chúng tôi chỉ được trang bị cái súng carbine M1, tức là nói tôi phát khẩu theo Mỹ, carbine M1 mà thôi. Hay là những cái súng trường gọi là Garand. Thì bây giờ những người đương nghe đài quân đội thì bảo là năm đó thì chúng ta cũng chưa có vậy, mà trong lúc đó lực lượng Cộng sản Việt Nam đã được trang bị bằng AK-47. Rồi chúng tôi cái cấp khoản đạn dược cũng được quy định một cách hạn chế. Thì cô cứ thử tưởng chiến tranh đối đầu với địch mà vũ khí mình kém, đạn dược mình cấp số nhỏ. Thí dụ bây giờ bên kia tụi Cộng sản là cấp số đạn là bắn thỏa thích, còn chúng tôi á, thì thí dụ bây giờ được hai cái gắp đạn, chúng ta gọi là gắp đạn, một cái gắp đạn vậy là 10 mấy viên. Tôi nói này là hơi cặn kẽ, thế chúng ta phải bắn là có hạn định thôi chứ. Đó, thì cảm ơn cô đã gợi ý cái này. Thì anh em chúng tôi chiến đấu với Cộng sản trong một cái chuyện mà cũng như là chỉ có hạn 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 hữu thôi, chứ không phải là chiến đấu một cách nghĩa là tích cực thì cũng không được, không có đủ đạn dược. Nhưng mà cũng đã kiềm giữ được gọi là cái những bước chân của người Cộng sản vào năm 1968, Dạ. trận Tết Mậu Thân ở ngay tại Sài Gòn, đặc biệt là ở ngay tại Hàng Dạ Xanh đó, vâng. theo như Thanh Trúc biết. Thưa ông, người ta nói rằng là người đi cảnh sát đó, người gia nhập cảnh sát là gần như là đang tìm kiếm một cái sự ưu đãi trong thời chiến, bởi vì được ở gần nhà chẳng hạn, không phải đi ra xa, không phải đi ra ngoài những cái mặt trận xa xôi, vùng bốn chiến bốn vùng chiến thuật chẳng hạn. Ông nghĩ như thế nào? À, thì cũng có một số nhỏ thì muốn là mình tôi tạm gọi là bảo là lấy chữ thọ, nghĩa là vào cảnh sát để được an nhàn thụ hưởng, hay là một cách khác là không phải ra chiến trường, nhưng mà hoàn toàn là sai. Là vì người cảnh sát như lúc đầu tôi nói với cô đó, thiên hình vạn trạng, đối phương địch địch thủ mình không thấy mặt, không biết. Đó, ngoài cái chuyện đối đầu với lại thành phần bất hảo trong xã hội, duy trì bài trừ này kia nọ, thì cái đối đầu đầu tiên hết đối với Cộng sản rất là nặng nề. Không hiểu rằng những anh em mà gọi là phân chi, như tôi đề cập với cô đó, ở một cái phân chi rất là hẻo lánh, chỉ có một người trưởng cuộc và hai nhân viên mà phụ trách một cái xã như vậy. Chúng tôi bị đặt vào cái tình trạng, thí dụ như bên Mỹ này, người ta tân tiến, một người cảnh sát phụ trách bao nhiêu dân, thì chúng tôi ba người cảnh sát phụ trách cả mấy mấy chục ngàn dân, có thể là 10.000 dân ở một cái xã. Như tỉnh Bình Định nó có 10 quận, mà cái tỉnh đã được kể lớn nhất Việt Nam Cộng Hòa là 1 triệu dân. Thế thì vào trong xã mà chúng tôi có bao nhiêu viên, mà chúng tôi phải lo nào an ninh trật tự xã hội ở trong đó, thì có phải là chúng tôi một mà đối đầu với cả 100. Thành ra nói rằng vào cảnh sát để tìm chữ thọ là không đúng. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thế này, khi tôi chấp nhận vào cái ngành nghề này á, thì tôi phải cố gắng, tôi phải tiến thủ bằng mọi cách, học hành về chuyên môn. Thì thưa cô, về sau này ngành cảnh sát đó được bành trướng là có trường lớp, có những trung tâm huấn luyện cảnh sát căn bản là thấp nhất, cảnh sát trung cấp là đào tạo những người đi làm trường chi, rồi đến lúc mà cảnh sát cao cấp thì được gửi đi nước ngoài để mà học chuyên môn đó.
Thì đến cái lúc mà tôi đi xác nhận với cô là khi mà chúng tôi tăng hàng đó, thì là bị được là dân số lên 135.000 người. Mà cái vị chỉ huy cuối cùng của chúng tôi là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đó, thì ông lúc nào cũng đề cao ngành cảnh sát và thấu quán triệt nhất. Và ông tự nhận là mình là cái người mà có cái vinh hạnh là đưa cái ngành cảnh sát nó lên tới cái mức độ lớn như vậy. Làm thay đổi cái bộ mặt của ngành cảnh sát. Thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt cảnh sát. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, thế thì đến lúc nào thì cảnh sát dã chiến được thành lập và họ có được trang bị vũ khí nhiều hơn hay không? Và ngoài cảnh sát dã chiến ra đó thì chúng tôi còn có nghe đến gọi là gian cảnh nữa. Yeah. Tức là không, nếu mà không để ý thì không biết là cái ngành cảnh sát nó rộng đến như thế. Vâng. Yeah. Cảm ơn cô hỏi câu hỏi này. Thì cái giai đoạn mà phát triển cảnh sát, để song song với chuyện phát triển cảnh sát đó, thì chúng tôi thành lập ngành cảnh sát, chúng tôi đã thành lập được hai cái ngành chuyên biệt nữa là cảnh sát dã chiến. Thì lúc bây giờ... Thưa năm nào ạ? Năm 1965. Dạ. Rồi chúng tôi bành trướng theo sông ngòi. Nhưng mà trang bị vũ khí thì chắc có lẽ hơn chứ ạ? Ồ dạ. Là có gọi là dã chiến nó mà. Nói đúng ra thì năm 65 thì trang bị vũ khí cho cảnh sát dã chiến đó. Thì nhân lực đó, thì khoảng thành lập được một cái biệt đoàn, lấy danh là biệt đoàn 222. Dạ. Đóng tại Phú Thọ, ở Sài Gòn. Thì trang bị vũ khí lúc bây giờ thì có phần mạnh một chút rồi, là chúng tôi đã có AR-15. Về thiết giáp thì chúng tôi cũng chỉ có những cái thiết giáp nhẹ chạy bằng bánh cao su mà người ta gọi là V-100. Yeah. Thì rồi truyền tin thì chúng tôi cũng có những cái truyền tin, máy truyền tin giống như quân đội. Hầu như là đó là cái đơn vị bắt đầu gọi là đơn vị chiến đấu của cảnh sát quốc gia. Thì họ mặc những bộ đồ bông nâu, bông đất đó, giống như của thủy chiến hay là biệt đội quân. Đó là tôi nói hình thái của người cảnh sát dã chiến. Dưới sông ngòi thì thí dụ giờ tôi đơn cử một cái cụ thể là nó nằm ở cái headquarter, nó làm cái bộ của bộ chỉ huy chính đó, là nằm ở dưới dòng ủng tố, thì chúng tôi gọi là gian cảnh. Dạ, dạ. Gian cảnh thì chúng tôi có những tàu bè nhỏ đi trong sông ngòi để mà ngăn ngừa những sự xâm nhập của cộng sản. Thí dụ vùng duyên hải thì chúng tôi mới có gian cảnh. Còn ví dụ cao nguyên Đà Lạt thì chúng tôi không có. Thì chúng tôi cũng tạo được những thành tích là phụ thuộc với anh em hải quân bắt những cái việc mà xâm nhập từ ngoài Bắc vào, như tại Vũng Rô, tại Bến Tre, vân vân. Thưa, họ xâm nhập bằng đường thủy. Dạ. Dạ. Thì chúng tôi dùng gian cảnh phối hợp với lại lực lượng chính là lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì là từ đó ngành cảnh sát chúng tôi coi như cũng có thiếu có máy bay, là chúng tôi bắt đầu cố vấn Mỹ muốn là chúng tôi ở mỗi tỉnh sẽ có máy bay, nhưng mà công việc đó không thực hiện kịp. Dạ thưa, có khi nào trong ngành cảnh sát cũng đào tạo những cái nhân viên gọi là như Thanh Trúc nói, cũng như là phản gián chẳng hạn, hay là nhân viên gọi là có cái nghiệp vụ như là gián điệp chẳng hạn, rồi đưa đi ngoại quốc học, nhưng mà khi họ trở về đó họ không ra mặt, giống như là một phần nó là thầm lặng ở trong cái lực lượng cảnh sát, thưa ông. Dạ có chứ. Cái việc đó thì hầu như là về sau đây chúng tôi gọi là ép đặc biệt, thì gọi là chuyên ngành rõ ràng, là bởi vì cái đó là tất cả những cái gì điều hành này kia nọ đó, họ có một cái khối riêng gọi là khối cảnh sát đặc biệt. Rồi ngoài ra chúng tôi có một cái ghi nhận mà hồi nãy giờ nếu không nói ra thì thiếu sót, là chúng tôi có cái biệt đoàn Thiên Nga là các phụ nữ gia nhập, và lúc đó khóa 1 thì họ cũng đòi hỏi là phải có tú tài 2.
thì hiện bây giờ những người còn hiện tại ở California là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, thì chỉ là bây giờ đương sinh sống ở California. Thì cái biệt đoàn đó là làm những cái công việc mà cô vừa đề cập, thì họ trà trộn, họ làm như là buôn thúng bán bưng, họ làm như là những người nội trợ hay là những người thương trên thương trường, rồi xâm nhập vào những cái chỗ mà cơ sở làm việc này kia nọ đó, họ gọi là thiên nga. Biệt đoàn Thiên Nga được gọi là những bóng hồng trong ngành cảnh sát. Đúng rồi. Thầm lặng, dạ vâng, hoạt động âm thầm, liên tục, nhưng họ rất là biết bắn súng, họ biết cầm súng, họ biết bắn súng, họ biết chiến đấu, và họ cung cấp những cái tin tức mà ở trong gọi là trong 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 kia nó liên quan tới phía bên kia và phía bên địch đó, mà nó trà trộn vào trong quần chúng đó, đến cho ngành, đến cho bên cấp chỉ huy. Và đây là những cái một nét son, một cái nét đặc biệt nữa của ngành cảnh sát là, thưa quý vị, biệt đoàn Thiên Nga. Mà như ông Nguyễn Văn Toàn nói là hiện bây giờ đó là bà Thanh Thủy vẫn còn sống đó, mà Thanh Thủy còn được biết là còn có nhiều bóng hồng nữa mà họ thầm lặng, họ không nói. Sau 1975, 30 tháng 4 1975, khi cộng sản dồn tất cả những quân nhân cán chính đi vào trong tù cải tạo đó, họ nói là cải tạo đó, thì là một số người trong biệt đoàn Thiên Nga cũng phải đi và cũng có người chết. Đúng rồi, đúng như vậy. Và những người, có một vài người cũng đã mất ở trong lao tù. Dạ vâng, và đó là những người đẹp nữa. Dạ vâng. Dạ, những người đẹp nữa, thưa quý vị, mình cũng ngậm ngùi và nét đặc thù tưởng tiếc cho những cái bóng hồng của biệt đoàn Thiên Nga trong ngành cảnh sát.